Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi tin tài liệu học thuyết chính trị do Mình Thúy thực hiện. Học thuyết chính trị và nhiệm kỳ của một Tổng thống Mỹ do Trần Trung Đạo biên soạn Trong chính trị học có ba khái niệm căn bản mà các bạn trẻ nên lưu ý. Thứ nhất là tư tưởng chính trị, tức là Political Ideology định hướng cho sự hướng phát triển của xã hội và các phương pháp để đạt tới mục đích, ví dụ như tư tưởng tự do, xã hội, cộng sản. Thứ hai là học thuyết chính trị, political doctrine, đề ra các nguyên tắc lãnh đạo hay vị trí của một quốc gia đặc nặng trong đối ngoại được biện hộ là đúng và đưa vào hoạt động. Thứ ba là chính sách political policy nhằm kế hoạch hóa các tiến trình hoạt động của chính phủ trong một lĩnh vực nào đó nhiều tác giả dùng khá dễ giải giữa tư tưởng chính trị và học thuyết chính trị, mặc dù hai khái niệm khác nhau. Và ngay trong cùng một tư tưởng chính trị cũng có nhiều tư tưởng chính trị, ví dụ như tư tưởng chính trị xã hội, socialism, mà Tổng thống Donald Trump thường nhắc và nhắm vào quan điểm dân chủ xã hội chủ nghĩa, tức là democratic socialism của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Dân chủ xã hội chủ nghĩa không có liên quan gì đến chủ nghĩa xã hội của Tập Cận Bình hay Nguyễn Phú Trọng. Thượng nghị sĩ Bernie Sanders rút lui rồi nên có lẽ không nên bàn thêm nữa. Trong phạm vi của bài này thì chúng ta chỉ bàn đến học thuyết chính trị. Phần đông các tổng thống đều có một học thuyết chính trị gắn liền với tên tuổi, nhưng chỉ có một số học thuyết có tầm ảnh hưởng lâu dài. Nổi tiếng và có ảnh hưởng lâu dài nhất gồm James Monroe Doctrine, tách biệt giữa châu Âu và châu Mỹ. Harry Truman Doctrine nhằm bao vây và ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Học thuyết Monroe chủ nghĩa chống lại sự can thiệp của châu Âu đối với Mỹ và các nước Mỹ châu bắt đầu từ thời Tổng thống James Monroe vào năm 1823. Đây là một trong những học thuyết chính trị có ảnh hưởng lâu dài nhất trong lịch sử ban giao quốc tế của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Cho cuối thế kỷ thứ 20 thì học thuyết này vẫn còn được giải thích một cách rộng rãi bởi nhiều tổng thống Mỹ như tổng thống John F Kennedy trong biến cố Vịnh Con Heo, Cuba và tổng thống Ronald Reagan trong chiến tranh chống lại chế độ cộng sản Sandinistas tại Nicaragua. Trong giải thích đó, những thay đổi chính trị của các nước Mỹ châu có ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi và nền an ninh của Mỹ. Thế giới thay đổi nhiều sau thập niên năm 1990 các chính sách quân sự, đảo chính hay lật đổ chính phủ thời chiến tranh lạnh không còn được áp dụng như đã dùng đối với Chile năm 1973. Tuy nhiên, mục đích lục địa Mỹ châu của người châu Mỹ xác định trong thuyết Monroe vẫn còn được bảo vệ bằng nhiều cách. Do đó, không ngạc nhiên khi tổng thống Donald Trump là lãnh đạo quốc gia đầu tiên thừa nhận Juan Guaido, chủ tịch quốc hội Venezuela, như là lãnh đạo lâm thời của Cộng hòa Venezuela. Sự ủng hộ nhanh chóng của Mỹ còn cho thấy chính phủ Mỹ luôn đề cao giá trị dân chủ và một khi các lực lượng dân chủ đủ mạnh để đứng lên lật đổ chế độ độc tài và không làm phương hại đến quyền lợi của Mỹ, chính phủ Mỹ luôn chọn đứng về phía lực lượng dân chủ. Một chính sách đối ngoại thịnh hành của Mỹ sau Thế chiến thứ hai là ngăn chặn. Một phần câu trả lời dưới đây đã viết một cách chi tiết trong bài Từ lý thuyết ngăn chặn cũ, chống liên xô sang ngăn chặn mới, chống Trung Cộng trong trang chính luận. Tháng 2 năm 1946, George F. Cannon, nhân viên ngoại giao làm việc cho Tòa đại sứ Mỹ tại Liên Xô, gửi Bộ Ngoại giao Mỹ một bản phân tích qua hình thức một điện tính dài 5.500 chữ. Trong đó, ông trình bày một cách chi tiết quan điểm của Stalin. Về tương lai nhân loại, mục tiêu và chiến lược của Liên Xô sẽ được áp dụng trên phạm vi toàn thế giới, điểm mạnh và điểm yếu của chế độ Cộng sản đồng thời đề nghị một số biện pháp cần thiết được áp dụng để ngăn chặn làn sóng cộng sản. Bài phân tích của George Cannon không có tự đề, nên chỉ được biết ngày nay như là một bức điện tính dài. Nếu bản phân tích được gửi đến Bộ Ngoại giao Mỹ một năm trước đó, thì có lẽ đã vào sọt rác hay đi thẳng vào phòng lưu trữ vì Mỹ và Liên Xô còn đang liên minh với nhau tấn công Đức từ hai hướng Đông-Tây. Nhưng vào tháng 2 năm 1946, văn kiện đã làm cho Bộ Ngoại giao chú ý. Chính Tổng thống Harry S. Truman chỉ thị thành lập một nhóm nghiên cứu để phân tích bản tương trình của George Kennan. Bức đựng tính của George Kennan được xem như là một trong những văn kiện lịch sử bởi vì nó ảnh hưởng đến toàn bộ chính sách đối ngoại của Mỹ trong gần nửa thế kỷ, từ sau Thế chiến thứ hai cho đến khi hệ thống Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Tổng thống Harry Truman dựa vào các phân tích của George Kennan và các diễn biến tại châu Âu, đặc biệt là tình hình của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ để xây dựng nên Truman Doctrine. Chủ thuyết ngày nay mang tên ông được công bố chính thức trong diễn văn đọc trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ ngày 12 tháng 3 năm 1947. Trong diễn văn đó thì tổng thống Truman nhấn mạnh: "Tôi tin rằng chính sách của Hoa Kỳ phải nhắm vào việc ủng hộ các dân tộc tự do" đang chiến đấu chống lại tiểu số võ trang đang âm mưu chống lại họ hay áp lực bên ngoài. Suốt chính đời tổng thống từ Harry Truman đến George Herbert Walker Bush tùy thuộc vào điều kiện chính trị quốc tế trong mỗi giai đoạn. Các chiến lược chiến thuật cũng được thay đổi thích nghi nhưng đều không đi xa vào mục tiêu chính là ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Cuối cùng, hệ thống liên xô kỳ quệ và tan rã cường quốc đối đầu trong thế kỷ thứ 21 của Mỹ không phải là Nga, mà là Trung Cộng. Và Mỹ đang cần một học thuyết ngăn chặn mới, thích hợp với thời đại đa phương toàn cầu hóa hiện nay. Học thuyết mới sẽ phải bao gồm cả khu Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, và không chỉ giới hạn đến mậu dịch, kinh tế, mà quan trọng nhất là an ninh. Học thuyết đó trước đây còn trong vòng thảo luận của các chính trị gia, của các nhà phân tích đang được đưa vào hoạt động. Hoa Kỳ đang tiến hành các cải tổ hay thiết lập các cơ cấu thích nghi để thực hiện học thuyết quy mô rộng lớn chưa bao giờ có. Bằng chứng là Bộ chỉ huy Hải quân Hoa Kỳ trách nhiệm khu vực Nam Thái Bình Dương trước đây, gọi là Bộ chỉ huy Thái Bình Dương, với 200 chiến hạm và 375.000 quân và nhân viên phục vụ. Ngày 30 tháng 5 năm 2018 đã được đổi tên thành Bộ chỉ huy Ấn Độ Thái Bình Dương. Dù đứng ở góc một nước lớn như Mỹ, Trung Cộng, Nhật Bản hay Ấn Độ, hay là một nước nhỏ như Việt Nam, đều có thể thấy một trật tự mới đang hình thành tại Á châu. Trật tự mới trong ngắn hạn có thể tạo ra ít nhiều xáo trộn, nhưng về lâu dài là cơ hội cho những bước nhỏ vượt qua các bế tắc, các khó khăn đang phải đương đầu để vươn lên như một cường quốc trong khu vực như trường hợp của Nam Hàn, Singapore trong chiến tranh lạnh cũ hay Bartis, Đông Châu sau khi phong trào Cộng sản châu Âu tan rã. Danh tướng George Patton của Mỹ từng phát biểu một đạo quân chiến thắng không phải nhờ trang bị mà là nhờ sự chuẩn bị. Khó có thể biết chính xác thời điểm và hình thức bùng vỡ các xung đột Á Châu, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra. Các quốc gia vượt qua được các thành công là các quốc gia có lãnh đạo khôn ngoan và biết chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống kể cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra cho đất nước mình kính thưa quý vị bản tin Hoa Thành Đốm tối nay đến đây là chấm dứt mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washington dc at sptn tv bên phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc bên người thân và gia đình